Tư duy manh mún mùa vụ của một bộ phận nông dân là một thách thức lớn cho mục tiêu liên kết bền vững giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản. Kinh tế trang trại chưa trở thành động lực để thúc đẩy các hộ gia đình vươn lên sản xuất lớn. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cho đời sống nông dân chưa được cải thiện. Hiện nay là nông nghiệp Việt Nam đang bị một cái móc mún hoang lớn nhất là canh tác manh mún. 100 con nông dân là 100 kiểu phân bón, 100 kiểu thức sâu, 100 kiểu mua nợ. Đầu vào cao qua 4 cấp, đầu ra 3-4 cấp, nông dân lấy đâu rồi? Để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, nhiều mô hình đã được đề xuất, như nhà nước cần đẩy mạnh mô hình cổ phần hóa thành lập các công ty với sự điều hành của các giám đốc điều hành CEO. Các CEO sẽ kết nối các nhà khoa học, đảm bảo chất lượng cây trồng, cân đối đầu vào đầu ra, từ đó đảm bảo thu nhập cho bà con nông dân. Vẽ lại sơ đồ nông nghiệp là một giải pháp trong thời điểm hiện tại. Thấy cây này có giá thì chắc trồng cái khác, rồi mạnh thấy cam có ăn mạnh giao trồng cam đến khi nó dư thừa. Thanh long cũng vậy, Bình Thuận trồng được, Long An Tiền Giang trồng. Nhà nước phải đưa ra vẽ lại sơ đồ lại 5 triệu hecta này hay là 10 triệu hecta này thì bao nhiêu triệu trồng cây ăn trái, cây loại gì để cho bán được, vừa xuất khẩu được mà vừa bán được. Qua hơn 25 năm đồng hành cùng với nông dân, công ty phân bón Ba Lá Xanh liên tục cho ra đời các dòng sản phẩm phân bón hữu cơ hướng đến nền nông nghiệp bền vững. Trước những thách thức của chuỗi cung ứng chịu nhiều tác động khiến giá cả các mặt hàng tăng cao, đơn vị đã triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ bà con nông dân ổn định sản xuất. Thấp Lít đã xếp hạng công ty Ba Lá Xanh đứng thứ 2 trong số 4.000 công ty phân bón đáng tin cậy tại Việt Nam.